Chúng ta sẽ sang cái chương số 4, chương polymer. Thì cái chương polymer này thì mình tổng hợp được cho chúng ta 17 cái anh monomer để tổng hợp nên 17 anh polymer quan trọng bậc nhất và rất hay thi, tần suất của chúng nó thi gặp trong đề rất là nhiều. Chính vì vậy nên là hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta viết cái bảng này. Cái bảng này được tính là cái bảng quan trọng bậc nhất trong cái chương polymer này. Các bạn chỉ cần nhớ cái bảng này thôi, còn lại tất cả mọi thứ thì nó rất là dễ dàng. Đúng không? Thì đầu tiên, những cái anh chất này là những anh mà được thầy tổng hợp từ lớp 11 và lớp 12. Đấy, nên rất là quan trọng, các bạn cùng viết lại nhé, thầy sẽ hướng dẫn các bạn viết lại. Thì yêu cầu đầu tiên là các bạn viết vào vở ghi, sau đó buổi sau các bạn tự điền nó vào bên trong vở, như vậy là tốt nhất, đúng không ạ? Ta sẽ có cái bảng này, bảng này ở bên trong tất cả các cuốn sách thì đều có rồi. Anh đầu tiên này thì ai cũng biết, cái này mình học từ hồi lớp 11, đúng không? Anh này có tên gọi là ethylene. Ethylene được chưa? Ethylene này thì bây giờ phương trình tổng hợp này, CH2 nối đôi CH2N lần nhá, nhiệt độ, áp suất, xúc tác thì tạo thành CH2N lần. Anh này có tên gọi là polyethylene. Polyethylene. Úi. Chúng ta nhìn vào phương trình này, chúng ta sẽ biết ngay rằng là cái cách tổng hợp của anh polyethylene này đó là trùng hợp. Trùng hợp. Loại polymer này, thì anh polymer này nó thuộc loại là loại chất dẻo. Loại chất dẻo. Ứng dụng của anh ethylene. Đấy. Ứng dụng của anh ethylene thì nó được sử dụng làm chất dẻo, đấy, được sử dụng làm túi, đấy, để đựng, đấy chưa? Chất dẻo này, ứng dụng làm túi, để đựng những cái túi giấy bóng chúng ta vẫn dùng đấy, nhá. Ok chưa? Sang một anh, sang anh thứ hai ạ. Cái anh thứ hai này tên của nó là gì nhỉ? Tên anh thứ hai này cũng là một cái anh mà chúng ta gặp rất rất nhiều, nhá. Gặp rất rất nhiều. Cháu này nó có tên là vinin chloride. Vinin chloride. Vinin chloride. Phương trình tổng hợp của nó cũng là phương trình phản ứng trùng hợp, bởi vì nó có nối đôi. Nhiệt độ, áp suất xúc tác. Chữ thì hơi to, thì xin phép viết xuống dưới. N lần. Thế anh tổng hợp này thì tên của nó sẽ là polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride, hay còn được viết tắt là PVC nhá. Viết tắt của nó là PVC. Anh bên trên viết tắt là PE. Quan sát vào phương trình mình biết ngay đây là phản ứng được thực hiện bằng phản ứng trùng hợp. Loại polymer thì nó đều là chất dẻo. Anh này là chất dẻo. Ứng dụng của anh này thì được sử dụng để làm ống nước, bọc dây dẫn điện, bọc dây điện, được chưa? Bạn quan sát nha, anh số 3 này tên của nó sẽ là styrene. Anh số 3 tên nó là styrene nhá. Ngày xưa nó là chữ y nhỏ, y ngắn, bây giờ nó là chữ y dài. Đấy, thêm chữ e nữa. Thế thì thực hiện phản ứng trùng hợp CH nối đôi CH2 C6H5, nhiệt độ, áp suất, xúc tác CH CH2 C6H5 N lần. Vậy cái anh này nó sẽ gọi là polystyrene.
polystyrene, hay viết tắt của nó là PE. Sorry, PS. PS này không phải kem đánh răng PS nhé. PS này không phải kem đánh răng PS. Đấy chưa? Mà PS này thì nó có ứng dụng là nó được sử dụng vào bên trong là cái hộp nhựa để bảo quản thực phẩm. Hộp bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đấy. Hộp nhựa bảo quản thực phẩm. Và chúng ta quan sát được thì cái anh này nó cũng được thực hiện bằng phản ứng trùng hợp. Và dĩ nhiên tụi nó cũng thuộc loại chất rẻ. Nhá. Ok. Ta có cái anh số 4 này tên của nó sẽ là gì ạ? Vinin. Vinin. Acetate. Điều chế nó thì ta thực hiện phản ứng trùng hợp. CH3COO. Đấy. Nhiệt độ, áp suất, xúc tác để tạo thành CH, CH2, CH3COO, N lần. Nên tên của anh này sẽ là polyvinyl acetate. Polyvinyl acetate, acetate. Chà, polyvinyl acetate. Thế chúng ta quan sát được luôn. Ứng dụng của anh này đó là phản ứng trùng hợp. Nó thuộc loại chất dẻo. Được chưa? Nó thuộc loại chất dẻo. Tiếp theo ngay ở anh bên dưới chúng ta đó là anh rất là quan trọng, anh propylene, hay mình còn được viết dưới một cái tên khác, propen, đúng không? Propen. Thực hiện điều chế nó cũng vẫn là phản ứng trùng hợp. Nhiệt độ, áp suất, xúc tác. Trùng hợp. Nó thuộc loại chất dẻo. Và ứng dụng của propylene là sản xuất bao gói, hộp đựng, ống nước. Bao gói, hộp đựng, ống nước, vân vân. Chi tiết nhựa trong công nghiệp ô tô. Anh số 6, tên gọi của nó sẽ là methyl. Methyl acrylate. Điều chế nó chúng ta cũng thực hiện phản ứng trùng hợp. Nhiệt độ, áp suất, xúc tác. Này cho ngòi nhỏ nhỏ lại tí. CH2 C, COO, CH3, CH3, N lần, N lần. Anh này sẽ có tên gọi là poly methyl meth acrylate, hay còn viết tắt là PMMA. Điều chế nó thực hiện bằng phản ứng trùng hợp. Cái ô thì để hơi nhỏ. Nó thuộc loại chất dẻo. Ứng dụng của nó là thủy tinh hữu cơ. Nghe cái từ lời biết ngay. Nghe từ lời biết ngay được dùng làm kính máy bay, kính xây dựng, kính bảo hiểm, bể cá rồi. Còn cái từ nó nói lên tất cả rồi. Ok nhá. Xong anh số 6. Sang anh số 7. Anh số 7 này rất đặc biệt. Anh số 7 rất đặc biệt. Anh số 7 này, cái anh đầu tiên nó là anh phenol, anh biết rồi.
Anh thứ hai thì anh biết được nó là formaldehyde. Formaldehyde, bây giờ đọc là formaldehyde. Thì điều chế hai này là bằng phản ứng ngày xưa được gọi là phản ứng đồng trùng hợp, bây giờ thì mình gọi là phản ứng trùng hợp thôi. Vẽ trên này cho rộng. HCHO H cộng xúc tác thì nó tạo thành một anh như sau, rất đặc biệt. OH giữ nguyên nhé. OH giữ nguyên, cái này chia đây, cái này chia ra thằng CH2 đây. Tất cả N là N, N, sản phẩm nó có NH2O. Thì anh sản phẩm này được gọi là polyphenol formaldehyde. Polyphenol formaldehyde. Phản ứng điều chế nó cũng là phản ứng trùng hợp. Tụi này vẫn thuộc chất dẻo. Tụi này vẫn thuộc bọn chất dẻo. Được chưa? Nhưng ứng dụng của nó được dùng làm keo. Được chưa? Nhưng ứng dụng của nó được sử dụng để làm keo. Ok nhá. Đấy. Thì nếu mà xét về cái tụi chất dẻo ấy, thì chúng ta sẽ học xương xương là bảy này. Xương xương thôi, vẫn còn đấy. Nhưng mà thôi thế đã. Không bạn sợ. Anh này có tên được gọi là buta 1,3 dien. 1,3 dien. Thực hiện phản ứng trùng hợp nhiệt độ áp suất xúc tác. N lần. Được không ạ? Thế thì anh này có từ gọi là polybuta 1,3 dien hay là gọi là polybuta dien? Polybuta dien hay ta còn được biết dưới một cái tên khác là cao su buna. Ta còn được biết dưới một cái tên khác là cao su buna. Được không ạ? Thực hiện của nó vẫn là phản ứng trùng hợp. Nhưng tụi này không còn là chất dẻo nữa rồi, nó là cao su rồi. Được chưa? Nó là cao su. Được chưa? Nếu mà thêm cái xúc tác là sodium Na cộng nữa thì ta gọi là cao su bu này. Còn không vẫn cứ để nguyên như vậy thôi. Nha. Ứng dụng của nó thì chắc chắn là làm cao su rồi. Chẳng có gì để nói. Anh số 9. Tên gọi của nó là isoprene. Isoprene. Nhé, chỗ này thêm chữ E. Tương tự thì phản ứng điều chế cũng là phản ứng trùng hợp. N lần. Cháu này sẽ có tên gọi là cao su isoprene nhé. Cháu này sẽ có tên gọi là cao su isoprene. Phản ứng của nó là phản ứng trùng hợp. Ứng dụng của nó là ứng dụng cao su. Dễ thôi, món cao su dễ thôi. Anh số 10 này ngày xưa được gọi là phản ứng đồng trùng hợp. Bây giờ thì mình tính nó là phản ứng trùng hợp thôi. CH2 CH CH CH2 cộng với CH2 nối đôi CH C6H5. Một anh là butadien, một anh là styrene. Đấy. Thực hiện phản ứng trùng hợp thì sẽ thu được
CH nối đôi CH CH2 CH2 CH C6H5. Đấy. Thì anh này có được gọi là cao su Bunaet nhé. Cao su Bunaet. Cao su Bunaet. Cao su Bunaet. Bởi vì nó được thực hiện bởi phản ứng trùng hợp giữa cái anh butadiene và anh styrene. Trùng hợp. Vẫn là cao su. Anh số 11. Thôi thì không phải ghi phương trình đấy nhá, đây ghi luôn sản phẩm luôn nhá. Hai chất hai monomer bên này rồi. CH2 CH nối đôi CH CH2 CH2 CH CN N lần. Đây N đây, đây N đây. Thì sản phẩm này được gọi là cao su Buna N, tại vì trong này nó có anh N đây, gọi là cao su Buna nào. Phản ứng của nó vẫn là phản ứng trùng hợp. Tụi này tạo thành vẫn là tụi cao su. Được chưa? Anh 12 là một anh cực kỳ mới lạ nhá. Anh 12 là một anh cực kỳ mới lạ, bây giờ mới xuất hiện trong chương trình. Và những anh mới lạ mà bây giờ mới xuất hiện trong chương trình là những anh hay thi. Được chưa? Anh này có tên gọi là Chloro. Anh này có tên gọi là Chloroprene. Chloroprene. Thực hiện phản ứng trùng hợp. CH2 CH C CL CH2 N lần. Được chưa? Tên gọi của nó là cao su Chloroprene. Càng đấy, phản ứng nó vẫn là phản ứng trùng hợp. Ứng dụng thì chắc chắn rồi, vẫn là cao su thôi. Ok chưa? Ok chưa? Anh dưới thì tên nó tương tự là Fluoroprene. Tạo thành CH2 C F CH CH2 N lần. Phản ứng vẫn là phản ứng trùng hợp. Nó vẫn là cao su. Tên gọi là cao su Fluoroprene. Đỡ phải ghi. Đúng không? Cái này thì ai cũng biết rồi. Bên trên là Chloro thì bên dưới Fluoro. Quá đơn giản. Ok nhá. Căng không? Quá căng. Nắm được hết cái này là khủng. Nắm được hết đống này gọi là siêu kinh điển luôn. Siêu luôn. Xong. Tiếp. Anh số 14 bắt đầu sang trùng ngưng này. Anh số 14 bắt đầu sang trùng ngưng này. Trùng ngưng này mới hay này. Trùng ngưng này mới hay. Anh đầu tiên này là trùng ngưng này. Nhiệt độ, áp suất, xúc tác. Trùng ngưng này mình học ở trong cái phần amino acid rồi. HN CH2 5 lần CO. Tất cả N lần. Đúng không? Anh này có gọi tên là ni lông 6. Đúng không? Ni lông 6. Nhưng mà để tạo này anh này chúng ta còn một cách khác. Đây là phản ứng trùng ngưng này. Em còn cái không, không, không. Để tạo anh này chúng ta còn một cách khác. Đó là thực hiện phản ứng trùng hợp caprolactam. Trùng hợp caprolactam cũng tạo ra anh này. Thế mới căng.
Thì vì các bạn nhìn nhá. HN này. Vòng này là vòng, nói chung là vòng hơi khó nhìn đấy. Khó vẽ nhỉ. Điền thầy nghĩ cách vẽ cho các bạn thì các bạn dễ hiểu. Vẽ nó khó phết. Không phải đùa. Vẽ cách nào nhỉ? Vẽ cách nào nhỉ? Thôi vẽ kiểu này đi. Vẽ kiểu này đi. Vẽ kiểu vòng cái hơi khó nhìn thì vẽ kiểu này đi. CH2 này. CH2 này. Nó có 6 C. CH2 này. CH2 này. C này, nối đôi O này. Đặt cái bên dưới này. CH2 này. CH2 chỗ này thiếu rồi. À vẫn được. NH được được được. Đấy anh này, nhiệt độ, áp suất, xúc tác. Đấy, anh này gọi là caprolactam nhé. Caprolactam. Thì thực hiện phản ứng này là phản ứng trùng hợp. Thì lúc này các anh mà nó tạo nên ấy thì nó gọi là tơ capron. Thì nhiều bạn bị lẫn chỗ này. Có nghĩa là nó nếu mà thực hiện phản ứng trùng ngưng đi từ anh này được gọi là epsilon. Màu hai màu khác nhau đi. Epsilon amino caproic. Epsilon amino caproic thì đó là phản ứng trùng ngưng. Còn nếu đi từ caproleptam thì là phản ứng trùng hợp thì tên gọi là tơ capro. Được chưa? Phân biệt rõ rõ tí cho các bạn nhìn. Cho bạn dễ nhìn. Ok nhá. Thế thì cái anh caprolactam ứng dụng của nó làm tơ. Ni lông 6 ứng dụng để làm tơ. Thì cái tơ caprom này nó có độ đàn hồi và độ bóng cao, ít bị nhăng, có khả năng chống mài mòn. Đàn hồi này, bóng này, chống mài mòn này. Được không ạ? Tiếp nha. Anh dưới này được điều chế từ omega amino. Omega amino enantoic. Omega amino enantoic trùng ngưng thì tạo thành CH2 6 lần, CO n lần, ni lông 7. Hay còn được biết đến là tơ ENA. Thực hiện điều chế nó là phản ứng trùng ngưng. Nó thuộc hội tơ. Được chưa? Thằng này thuộc hội tơ. Ok. Cho anh 16. Cho anh 16. Anh 16 này được điều chế từ một anh là anh acid adipic. Adipic acid và ethylene glycol. Đây vẫn thuộc phản ứng trùng ngưng.
Chỗ này thầy ghi thiếu đấy, trùng dương thì còn thiếu H2O đấy. Bổ sung thêm OC này. C6. Cái này có phải C64 không phải. C64 này sai này, adipic acid chỗ này phải là, chỗ này viết sai, chỗ này phải là C4. H này là H8. CH2 tất cả 4 lần. CO đúng rồi, C4H8. O CH2 CH2 O N lần cộng NH2O. À đâu, từ từ. Không phải, lỗi. Đây không phải adipic acid. Sorry các em. Ni lông 6,6 phải là adipic acid. Thằng này đúng, thằng này là tơ, thằng này là phật talic. Đúng nhỉ? Tơ lapsan được tạo bởi từ ethylene glycol cộng với lại axit phtalic. Đây tạo thành tơ lapsan. OC. Thì lỗi. Loạn loạn loạn. COO CH2 CH2 O N lần. Tơ lapsan. Cái này cộng NH2O nhé. Đầu này N. Đúng không ạ? Quên đấy. Tí tí toang đấy. Anh kia là axit phtalic. Nhá. Và phtalic axit. Trùng ngưng. Thuộc loại tơ. Được chưa? Và anh cuối cùng. Trên này là hexametylendiamin này. Methylene diamin. Dưới là adipic. Đây thầy nhập anh này này. Adipic acid. HN CH2 6 lần NH OC CH2 4 lần CO tất cả N lần cộng NH2O. Anh này gọi là ni lông 6,6 thực hiện bằng phản ứng trùng ngưng. Và nó thuộc loại tơ. Ứng dụng của ni lông 6,6 thì nó được dùng làm dệt vải may mặc. Vải may mặc. Vải lót lốp xe, biện dây cáp, dây dù. Dây cáp. Dây dù. Sao? Sau 17 anh vẫn thiếu một anh. Anh số 18. Thiếu một anh nha các em ạ, anh số 18. Để các bạn ghi xong đi. Thiếu một anh số 18. Đi từ vinyl cyanua. CH2 nối đôi CH. CN. Tên là vinyl cyanua. Thực hiện bằng phản ứng trùng hợp. CH2 CH CN. Tất cả N lần. Đây anh này gọi là tơ nitron nhá. Nitron. Các anh vinyl cyanua này còn một tên gọi khác. Còn một tên gọi khác là acrylonitrin. Acrylon. Ni. Trời. Lòe nitrin. Tơ. Anh này được ứng dụng để làm dệt vải may quần áo ấm, vải bạt. May quần áo ấm, vải bạt,
vải cánh buồm, sợi da cừu. Đấy. Bây giờ thầy mới nở nụ cười tươi rói được. Chúng ta có tổng cộng 18 mảnh. Nhá, chúng ta có tổng cộng 18 mảnh mà chúng ta bắt buộc phải làm được trong toàn bộ cái chương số 3 này. Toàn bộ cái chương số 4 này, 18 mảnh. 18 anh là 18 anh này là 18 anh cơ bản nhá. 18 này 18 anh cơ bản nhá. Và thầy muốn rằng là các bạn viết nhiều bọn này để nhớ. Nếu bạn không nhớ được thì bạn đã có cái bảng này ở ngay đầu quyển sách polymer của thầy. Bạn cứ mở ra để các bạn tra. Được không ạ? Loại polymer đấy, loại polymer nó có thể trùng ngưng, trùng hợp. Đúng chưa? Đấy. Ok.